trời. Nó năm yêu mẹ lạnh quá, cho mẹ mượn áo lạnh đi. Nhưng mà nhỏ xíu không có bị chết đâu. Nhưng mà mẹ lạnh rồi làm sao? Mẹ cảm bệnh gớm là em liền. Con nói gì vậy? Mẹ thương. Thương mẹ không vậy? Thôi đi, đi lẹ lên đi chơi nè. Thương mà không cho mừng áo lạnh gì hết trơn mà lạnh quá. Rồi bây giờ đẩy em giùm mẹ đi. Rồi mình đi chơi nha. Đi chơi vui không? Hồi nãy thấy con chó hả? Cái gì vậy? Thôi dơ lắm, đừng có lượm dơ quá. Cái này dơ mà, cái lá dơ mà. Cái lá cũng được mà. Được hả? Nhưng mà dơ không vậy? Dơ mà.